Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình về Hòa Bình. Tuy là Tết mừng 5 tháng 5 qua lâu rồi nhưng mà hôm nay mình vẫn nhắc lại để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và nhất là bà vợ mình biết được. Em ạ, đây ngày Tết mừng 5 tháng 5. Ở đây ấy là lấy vợ là phải đi phần gia đình nhà vợ đây này. Đây là con Ngan này, là nhà cháu rể lớn, là đi phần ông bà ngoại. Đi phần cái gì đó. Nhưng mà ra là nhà ít người ăn nên là chị chưa thịt. Hôm nay vợ chồng mình về chị ấy thịt. Đây cháu rể lớn đây. Đấy. Là con Ngan này là cháu mang ra phần mẹ vợ từ Tết mẹ vợ. Mà Ngan gần, nếu mà lợn thì một góc lợn. Thế thì chó anh, thì một góc chó. Thế anh phải theo đằng này mẹ nhà mình chưa mà... được cái này chứ ở đây như này như là sư là cái này ông phải học sư thôi. Nhưng mà cháu mang con Ngan này đi, là con này là trị giá tiền cũng mấy trăm như vậy. Ông phải học sư trong đó 5 năm liền cho có ông cũng có một con Ngan nào cho bà trước cả. Ồ, thế thì không được, ăn cho bà ngoại. Ở kinh thì mình học theo kinh, còn ở mường đâu mà cái đấy chứ bà. 5 năm liền mà trong đó sư mang con này là con thứ mấy rồi. Cứ 1 năm 1 con. 1 năm 1 con, 4 năm 4 con. Mang cái gì thì mang này, cái là cứ phải có quả. Gà, Ngan. Gà, Ngan, hoặc là nếu mà thịt lợn thì mang góc lợn cũng được, hay là góc chó cũng được. Cứ không cứ thì không phải là... Đây, cho bà chậu đi. Không phải mang đồ thắp hương, đấy. Đổ bà ấy à? Đây mang chậu vào ông bổ nước nóng à? Mình không quay lại cái cắt tiếp, nhưng mà đây là cháu rể mình cắt tiếp này. Mọi khi thì mình cắt tiếp thì rất là chuẩn luôn, nhưng mà hôm nay để cho cháu rể lớn ra tay. Chị ơi, đấy hôm nay là bọn em về thịt rất là ngon, là của con rể phần chị rồi đấy. À ơi kia, ông ơi kia. Đây cháu mỡ à. Đây là cháu cháu gái lớn của con của chị gái này. Đấy, hai vợ con. Nào, đâu không chào à? Xin chào. Đây là cháu gái út đây. Đây là chị gái, có hai cháu gái xinh xắn. Hai cháu gái đứa nào cũng học giỏi như mẹ. Hai đứa đều học viện hành chính quốc gia ra này. Đứa cháu này thì có việc rồi. Còn đứa cháu này thì chưa có việc này. Đã bảo là xin việc đi đã thì cứ bảo là con phải lấy chồng đẻ ra cái là thôi, bây giờ ở nhà bế con. Về thăm cơ bản rất là bông hồng này, cho nên là mẹ mình năm nay là 97 tuổi rồi, cho nên là cứ nghỉ hôm nào là cũng phải về thăm mẹ. Để cháu làm này vuốt mấy cái là bằng ông hai vợ chồng ông bà mặt một buổi. Vừa ấy mặt cái bộ thôi để mình cháu làm. Bà không được sợ. Thôi nay ông lấy kim thôi được nhỉ. Cháu làm thôi, hôm nay cháu ra tay. Lúc lại bảo là ông làm thôi, ông để cháu không tí thôi. Rồi chứ được cháu làm lại. Cháu làm nó chịu được. Cháu không cần ai làm. Đấy cháu cũng là cây văn nghệ đầu bếp nhất xã đấy. Mọi khi mình về quê thì thường là mình hay vào bếp và làm món tiết canh, hay là mình hay hãm tiết canh đánh cho chị rồi các cháu ăn. Thế nhưng mà hôm nay là có cháu rể về từ sớm rồi, cháu làm có pha nước nó vừa phải, chưa đầy 5 phút. Đây bà xã mình cứ khen bảo hôm trước hai vợ chồng làm 4 tiếng đồng hồ mới được nuôi Ngan, bây giờ cháu làm có mấy phút rồi xong. Con này ở trong nhà nuôi được bao nhiêu rồi, được 1 năm chưa? Gần 5 đấy. Làm thịt thì vậy, có hai vợ chồng cháu sư này, với lại hai vợ chồng cháu Quang nữa, nhưng mà chắc cháu Quang này đang thì đi chạy xe đi khách rồi chắc không ra được, có mỗi vợ ra thôi. Nhưng hôm nay ăn một bộ là có mình, mẹ mình với chị gái mình, với lại hai vợ chồng mình, với lại hai vợ chồng nhà cháu sư thêu này, với lại cháu Thắm đó. Này chơi nội bộ cho cháu ạ. À. Hôm trước ông về làm 4 mâm. Hôm nay cháu không ra được. Đấy, con Ngan này chắc cũng phải cỡ 4 cân, hơn 4 cân một chút.
để vui một năm đấy. Lấy vợ ở về Mường mà ở gần ông bà ngoại ấy thì cũng hơi vất vả một chút. Khi mà có khách thì là ông bà lại gọi về làm cơm để tiếp khách. Hôm nay hai vợ chồng mình về thì chị gái lại gọi con rể ra làm cơm thịt gà thì thịt ngan này. Lọc thịt ra để cháu đi xào nhỏ lắm. Hai đứa cháu rể làm. Nay là ông bà không phải làm, không phải sờ mó gì nữa. Chỉ chờ ăn thôi. Mới quay phim. Thịt ngan dày đúng như thịt trâu nghe. Thật tuyệt vời cả. Các bạn muốn tham khảo về phong tục tập quán của người Mường Kim Bôi Hòa Bình thì các bạn đăng ký kênh Ngân Đen TV để các bạn cùng xem. Sang năm là mình về Kim Bôi để mình đi làm với cháu sư. Cháu có nghề bắt ong. Năm vừa rồi cháu bắt được bao nhiêu tổ? Mấy chục tổ? 50 tổ. Nào, với lại con cháu chôm. Cháu chôm thì bán ở ngoài chợ toàn con như cái đầu ngón tay út này. Chỉ có chân thôi, cứ bảo ngon lắm nhưng mà các vị biết đâu là ở Hòa Bình mình nhỉ. Toàn con ngón tay ăn thì béo sướng. Từ ngày mùng 5 tháng 5 đấy là cháu mang ra đây cái là có một mình bà thì chắc là chỉ cho lúa thôi, có gì. Bây giờ chuối nó không ăn được không? Lúa nó thả vườn nó được ăn, rau thả vườn nó ăn gì sẽ ăn. Thế con ngan cái bị đập mất à? Ngan cái chắc là xuống suối còn trẻ đâu. Đang trứng chứ. Mất không? Hay là? Không biết, hay là ngoại trứng. Đây là cái cái da cổ của con ngan ở trong nó nhiều tật các bạn nhé. Cho nên là khi mà lột da thì các bạn phải bóc hết cái hạch ở trong đấy đi. Không nên để hạch để ăn. Xào xương, xào xương riêng thôi, đất nó măng riêng mới đổ sau. Măng xương vào xào đi. Các bạn xem cách đánh tiết canh của người dân tộc Mường Hòa Bình. Như ở chỗ khác thì cứ bảo là phải luộc lên xong bắt đầu thái sợ mỡ nó ra. Thế nhưng ở đây là cháu băm luôn hành tươi xong là đưa vào cổ cánh băm này cháu rang đánh như thế này rất là thơm. Bắt đầu nướng hạt dổi lên xong là giã ra cho vào nó rất là thơm. Như hạt dổi thì đa số là người Mường Hòa Bình ăn thôi chứ còn ở dân tộc Thái ở trên Sơn La thì họ ăn mắc khém. Cho vào. Ngon. Hôm nay hình ảnh của mẹ mình ngồi một mình một mâm không chơi với con nào. Nào ngồi đi Sơn với để mỡ cất điện thoại ăn cơm con ơi. Nào hai đứa nào mỡ cất điện thoại chứ nào. Đấy miền xuôi cũng như miền ngược thôi. Các cháu 4-5 tuổi mỗi người một điện thoại. Sơn năm vừa rồi là được giải mấy nhỉ? Không, anh nào xem quan phi cái gì được giải mấy nhỉ? Bỏ không nghe nào nhỉ? Ông đang làm. Con được giải nhì. Con được giải nhì à? Con được huân chương à? Huy chương bạc. Huy chương bạc. Thế là môn gì nhỉ con nhỉ? Môn toán. À đấy, năm. Mẹ để một cái miếng này, 300 bát là cốm đi mẹ. Thế là huy chương bạc là của tỉnh Hòa Bình hay của Kim huyện Kim Bôi con? Tỉnh Hòa Bình. Đây là cháu Sơn là năm vừa rồi đây là giải thi toán ở tỉnh Hòa Bình nha các bạn nhé. Đấy bà chị gái thì có sinh được hai cháu gái xinh xắn. Để cho ông kia cho bà chứ. Người cháu lớn của mình đây thì là có công việc rồi. Còn cháu bé thì vừa mới ra trường xong bắt đầu là thi công chức khóa 50 mâm đỗ ngay. Đây bây giờ đang thì vừa mới được một cái văn chương được mấy tháng rồi. Văn chương này sắp được 3 tháng.
quân trường thì hơi ấy đấy, cái này nó vẫn lạch. Đây mâm cơm của Hòa Bình, các bạn xem cả rừng cả biển. Đây cháu rể cháu làm thịt ngan rất là ngon này. Hôm nay là cả thịt ăn tôm. Quán mang ra vào thịt ngan thôi. Quý vị và các bạn muốn biết nhiều hơn về phong tục tập quán của người miền Kim Bôi Hòa Bình thì các bạn đăng ký kênh Ngân Đen TV để xem những hình ảnh mà mình quay lại ở Kim Bôi Hòa Bình thì các bạn xem nha.